Má ăn đi má. Má còn no lắm. Lo ăn đi, đã có sức chiều gánh nước nữa chứ. Phải gánh nước hả chị? Chứ không phải người ta mang thùng nước đến cho mình sao? Cả cái xóm này á, ai cũng mua nước thùng hết á. Nhưng mà như vậy tốn kém lắm. Cô không mà thì gánh nước đi cho đỡ tốn. Hay là để chiều nay con đi gánh nước với má. Mày cũng có công có chuyện của mày. Không có không là muốn đi đâu thì đi. Tôi thì làm cái gì chứ? Mày hả? Mày lau nhà, lau từ trong ra ngoài, từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Hết ba gian thì thôi. Trước khi lau nhà, mày còn phải rửa chén nữa, nghe con. Vậy là má con tôi làm hết rồi. Ba còn phải làm gì nữa chứ? Ủa? Tao làm gì mày cần phải biết hả? Nè, ăn xong rồi dẹp rửa hết đi nghe.